Xin mến chào cô chú, anh chị và các bạn đã trở lại với kênh Sông Nước Miền Tây. Hôm nay thì Thanh đang có mặt trên tuyến đường Lê Hồng Phong để giới thiệu cho cô chú, anh chị, các bạn một quãng đường nhỏ ở thành phố Sóc Trăng, từ ở khu vực dòng xuyến của Lê Dũng đi vào cầu Bon của thành phố Sóc Trăng nha. Bây giờ mời cô chú, anh chị đồng hành cùng mình tại nơi đây. Hiện nay là mình từ ở khu phòng cháy chữa cháy đi dọc dài về tới khu đó các bạn. Thì ở bên này, dọc khu vực này, hiện nay thì chỗ này là bảo trợ xã hội cho người khuyết tật đây các bạn, bên tay trái. Tuyến đường này hiện nay thì bà con bày bán đủ thứ ở khu vực này các bạn. Phần đêm thì về ăn uống, phần ngày thì về tách quá và xe gắn máy, rất là đông. Đây là cửa hàng xe gắn máy đó các bạn, hai ba cái cửa hàng ở nơi đây. Đó, phía trước mình là chỗ này là cái dòng xây của Lê Dũng với đường Lê Hồng Phong các bạn. Thì các bạn đi đến đây thì ở khu vực này cũng có Thế Giới Di Động vừa mới mở ra, và những cái cửa hàng giày dép rất là đông các bạn. Đây, đây là cái dòng xuyến của đường Lê Dũng với đường Lê Hồng Phong các bạn. Đây, phía trước mặt mình các bạn đi thẳng đó là về đường Phú Lợi. Đây là một cái dòng xuyến của đường Lê Hồng Phong. Còn đường trước mặt mình các bạn đi thẳng thì các bạn sẽ vào trung tâm thành phố Sóc Trăng. Còn mình quẹo bên tay phải thì mình đi về dòng sông Bách Tà Rô các bạn. Và bây giờ mà các bạn tiếp tục cùng mình đồng hành đó nè. Bây giờ mình đi thẳng vào chỗ đường về nhà đèn của thành phố Sóc Trăng ngày trước, hiện nay là điện lực đó các bạn. Ngày trước thì bà con mình hay gọi là nhà đèn, thì nó giáp ranh với đường Sambo, hiện nay là đường Nguyễn Thị Minh Khai. Đây các bạn nhìn thấy chỗ bên tay trái mình nghe các bạn là đường Võ Thị Sáu bây giờ. Ngày trước là nhà của chú Sương Dạ Võ trong đường này các bạn. Hiện nay thì nó mở lộ ra thành đường Võ Thị Sáu đó, đi thẳng qua bên đó là đường về Phú Lợi luôn các bạn. Còn đây là cửa hàng xe gắn máy Mỹ Ngọc của thành phố Sóc Trăng. Đây, chỗ này là cái trường đảng ngày xưa, bây giờ cũng vậy nè các bạn. Người ta học tập ở khu vực này, đào tạo ra. Còn đây, bây giờ thì mình giới thiệu cho các bạn biết là cái nhà đèn. Ngày trước thì bà con mình còn ở đây gọi là chỗ này nhà đèn. Bây giờ thì người ta cũng để, cũng vẫn nghĩa là đèn, nhưng mà để giữ điện lực cho nó dễ nghe hơn. Đây là cái điện lực của thành phố Sóc Trăng các bạn. Nhà máy điện lực. Ngày trước thì hay gọi là nhà đèn, đi nhà đèn thành phố Sóc Trăng là mình lại chỗ này. Sau này được sửa lại và xây lại mới rồi các bạn. Rất là đẹp nha. Rồi phía trước mình là có đèn xanh đèn đỏ. Thì nó có hai cái hướng các bạn. Một hướng thì mình đi thẳng thì mình đi trúng trên tuyến lộ đường Lê Hồng Phong. Còn cái hướng mà mình rẽ bên tay phải các bạn, thì mình sẽ đi vào cái đường Nguyễn Thị Minh Khai. Ngày xưa người ta hay gọi là đường Sambo đó. Bà con mình, nếu mà có bà con có đi xa thì cũng nhớ về những con đường này. Thì mình nói về con đường Sambo thì cho bà con dễ nhớ hơn. Hiện nay thì nó là con đường Nguyễn Thị Minh Khai. Với các bạn thì con đường này mình chạy thẳng qua đó thì mình gặp ở đầu lộ bên kia là cái lò bánh mì Nam Đô, nổi tiếng từ xưa tới giờ. Và bây giờ mình đi vào cái tuyến đường Lê Hồng Phong để mình đi đến cầu Bon.
Thì bây giờ là ngay cái khu đó là cái chỗ công viên 30 tháng 4 hiện nay đó các bạn. Với cái bến xe Gòi Củ ngày xưa, ngày trước á, thì bây giờ đã trở thành là bãi giữ xe của thành phố. Bây giờ mà cô chú đi ra là một dọc ở đó luôn. Những tuyến đường này hiện nay thì được trải nhựa tha ngào đó các bạn, cho nên rất là láng, rất dễ đi. Đó, cái khu vực này các bạn nhìn thấy là nó mua bán rất là đông về cái quán ăn hay là những cái nội thất. Dọc ở đây là những cái quán ăn các bạn. Còn bên tay trái mình là các bạn cũng biết đây là cái khách sạn Khánh Hưng đó các bạn. Thì trước khách sạn Khánh Hưng nó cũng có một cái công viên cũng rất là đẹp, nó đối diện với công viên Bạch Đằng luôn các bạn. Đây là cái khu vực này, nó làm cái chỗ này cũng rất là đẹp các bạn. Còn phía bên tay trước mặt mình, bên tay phải các bạn, đó là Hội Phụ Nữ của tỉnh. Và các bạn đi bên kia là cái đường quán cà phê Hương Xưa ngày xưa các bạn. Mình đi xuống dưới đường bánh mì Lâm Đô cũng được và đường ra 30 tháng 4 cũng được, là do bến xe Gòi Củ đó các bạn. Và hiện nay chỗ này là những cái khu này thì hiện bây giờ nhiều cái tòa nhà ngân hàng dày đặc được mọc lên trên cái tuyến đường Trần Hưng Đạo các bạn. Đây là cái công viên Bạch Đằng ngày xưa các bạn. Phố Báo Địa Cầu trước này là cái vòng xoay, thì các bạn đi thẳng về hướng đó là đi hướng Trần Hưng Đạo về tới cổng đỏ và đi qua đường Phú Lợi và đi thẳng đó là lên sân bay cũ của các bạn, sân bay của thành phố Súp Mơ Trăng ngày trước, là mình đi thẳng đường đó. Đó này là mình đang đứng để cho các bạn thấy cái vòng xoay của thành phố Sóc Trăng ngay cái công viên Bình Đẳng, rất là đẹp nha các bạn. Và bây giờ mà tiếp tục các bạn cùng đồng hành với mình. Và bây giờ phía trước mình là ngay cái chuẩn bị đi vào đường Hai Bà Trưng của thành phố Sóc Trăng các bạn. Và cũng ngay cái vòng xoay, ngay cái công viên 30 tháng 4 là ngày trước là cầu bon ở khu vực này các bạn. Đây bên tay trái phải mình là chỗ quán cà phê Thái Hồng một ngày xưa đó các bạn. Hiện nay bây giờ đổi chủ rồi. Rồi bây giờ là phía trước mình là hiện nay là chỗ này là cái bưu điện đó các bạn. Đây bên tay phải mình là bưu điện mới cắt sau này nha các bạn. Rồi bây giờ Sông Nước Miền Tây xin cảm ơn cô chú anh chị đã đồng hành cùng Sông Nước Miền Tây. Xin chào và hẹn gặp lại cô chú anh chị trong những video kế tiếp của mình. Xin cảm ơn rất nhiều.